Chín lâu lâu một tí thế là nó chín luôn các bạn ạ. Đấy. Rồi. Bì gà nó quay luôn. Cái bì gà nó đĩa chín rồi. Ăn ơi các em ơi, cho thêm một ít tương ớt vào đây nhé. Ăn ơi, ngon quá. Bì gà này tuyệt vời. Wow. Bì gà này em ơi. Nhìn ăn tham chưa? Tham chưa? Ăn tham chưa? Ngon chưa? Ngô này tuyệt vời. Ăn tiếp đây. Ăn tiếp đi. Ngon chưa? Wow. Ăn thèm quá đi các em ơi. Ăn thèm quá. Nấm. Cái gì cũng ăn.